Mà em làm gì em cứ bay vòng vòng quanh chị. Chị chóng mặt quá đi à. Em đang luyện tập mà chị Vân Trang, chứ bay qua bay lại hoài cũng mệt thấy mồ à. Vậy em nói cho chị nghe, em luyện tập cái gì mà phải bay qua bay lại? Chị Vân Trang ráng động đậy cái não xem nào. Ừ, động đậy rồi nè. Cũng thấy chóng mặt thôi à. Em làm ơn đừng có bay nữa được không? Em bay như vậy em không phải là hành tím, mà là em đang hành hạ chị đó, biết chưa? Thì hành bay là hành phi đó Vân Trang. Trời đất tôi khỏe. Đốc tôi khỏe nói là hành phi hả? À, trời ơi, chỉ có vậy thôi à, mà cũng kỳ công giải thích nữa. Em phi lên thơm bá cháy luôn á, nên phải giới thiệu cho nó hoành tráng chứ. Cũng đúng ha. Chị có một cái ý kiến như thế này góp ý cho em nè. Vậy mỗi lần em bay đó, em mang theo một cái túi da đi. Để chi vậy chị Vân Trang? Em không biết hả? Thì em thử suy nghĩ đi. Nè, động não lên, động não lên em. Để làm phi hành gia đó. Trả thù kìa. Ai nhỏ mọn mà thèm trả thù em cơ chứ. Nhưng em cũng có công dụng là rau mang tới mùi, làm gia vị cho các món ăn. Chớ công dụng của em đâu có gì đâu. Mà em vừa hăng hăng vừa cay cay nữa chứ. Gặp chị là chị tránh xa em ra rồi đó. Ây chà, vậy thì Vân Trang lầm to rồi nha. Hành tím được mệnh danh là vua của các loại rau củ có tác dụng phòng trị bệnh đó nha. Cái gì? Là vua của các loại rau có thể chữa được bệnh. Đốc tôi khỏe bơm quá à. Đốc tôi khỏe nói tốt cho em ấy quá à. Làm gì có. Hả? Chị Vân Trang coi thường em quá rồi đó nha. Em sinh ra nhiều công dụng hơn cả lớp áo của em mặc trên người nữa đó. Đúng rồi đó Vân Trang, hành tím rất tuyệt vời đó. Vân Trang không tin. Phải nói có sách mách có chứng Vân Trang mới tin được. À, hành tím rất tuyệt vời trong khâu kháng khuẩn, chống viêm, lợi tiểu, trị tiêu chảy, hạ đường huyết, hạ huyết áp, hạ cholesterol. Nhưng mà Vân Trang vẫn còn thắc mắc lắm, tại sao hành tím lại có công dụng tuyệt vời tới như vậy? Thôi rồi Vân Trang biết rồi, hành tím. Thì ra là em đút lót cho Dr. Khỏe để Dr. Khỏe tân bốc em lên phải không? Không hề nha. Sở dĩ em hoành tráng như vậy là do em chứa rất nhiều dưỡng chất như vitamin C, vitamin B6, biotin, acid folic, canxi và chất xơ tốt cho sức khỏe nữa đó nha. Nghe em giải thích ra thì cũng có vẻ hợp lý đó. Nhưng mà gọi là vua, là vua thì chị chưa tin đâu. Này sao hắn mạnh quá vậy? Hôm nay ta sẽ cho mọi người biết lợi hại là gì. Xem đi. Ủa, cái xanh, em bị sao vậy? Em bị sâu đánh. Em chảy máu rồi kìa. Phải rồi, hành tím, nếu như bây giờ em có thể cầm được máu cho cải xanh thì chị Vân Trang mới tin em là vua. Dễ thôi, một lát hành tím em đắp lên vết thương, nó không chỉ giúp bạn ấy cầm máu được mà còn sát trùng và chống viêm nữa đó. Hơn nữa, vết cắt cũng sẽ nhanh chóng liền lại trong thời gian ngắn à. Ấy, ôi cha cha, hay quá vậy ta. Cầm máu được rồi kìa. Vậy tin chưa hả Vân Trang? Ủa, Vân Trang tin chứ. Từ nào tới giờ, luôn luôn lúc nào Vân Trang cũng tin đó tôi khỏe, rất là tốt bụng mà lại rất công tâm nữa. Còn bây giờ Vân Trang lại tin thêm hành tím là vua của các loài rau có thể chữa được bệnh nữa đó. Vân Trang nói thiệt là hay nha.